Holmes. Rogan. Catharian của bên lớp Egypt của Quid, Minoan của He, và cuối cùng là một sang tới từ BB. Trong khi đó thì ở bên này thì có một IA của chim sẻ, một Pearl của Chip Boy, một AC của ông Anh và cùng là một cho Son tới từ nấu 1. Như vậy là quân bên kia là vâng, bỏ cái ông đầu là ông màu 1, ông bên lớp cầm Catharian và ông cuối cùng ông nấu 1 màu 8 cầm cho Son đi. Thì cuộc đối đầu sẽ là vâng, cuộc đối đầu sẽ là tương đối hấp dẫn. Vâng, bên phía của Liên Quân có một Egypt, một Minoan, một Seng. Sẽ đối đầu với bên phía của team Game TV sẽ là một IA, một Pearl và một AC. Vâng, nếu như Minoan bên kia trong cánh thì cuộc đối đầu sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết. Nhưng nếu Minoan mà chui ra ngoài cánh thì tự nhiên sẽ trở thành lệch pha ngay. Chúng ta cùng xem ở trận thiếu này thì các game thủ trẻ bên phía Game TV sẽ thể hiện cái bản lĩnh như thế nào, sẽ làm như thế nào. Hãy cẩn thận ở giữa nhà của Sẻ và nhà của No 1, vâng, nhà của Chip Boy có một cái gì đó trồi trồi ra, có một cái gì đó trồi trồi lên. Mình đang bình luận là cần phải có kẹp ông anh xong thì lại bảo không có đâu, tao kiểm tra hết rồi. Cái địt còn mấy à, như kiểu là như kiểu ông xem máy cái gì ở liên quan đến lỗ đằng sau ạ. Thế ơn hải lại với các thầy rồi, nguy hiểm quá. Vâng, màn hình máy của chim sẻ cầm IA tương đối ổn, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn tới màn hình máy của Chip Boy cầm Persian. Rất nhiều khả năng là sẽ có kẹp xăm ở giữa nhà Chip Boy và nhà của chim sẻ. Kẹp ở đây nó bị trồi lên, nó trồi lên một chút. Vâng, nhà ông Anh là một bài vẽ. Chúng ta có thể nhìn thấy là mặc dù anh phí lỗi 2 con hươu trong tổng số 6 con, nhưng dù sao nó vẫn đang là một bài vẽ. Một bài mà đi dò chỉ khoảng 3% thôi, 3-4% thôi. Nhưng mà đồ thì đã đủ rồi. Gỗ đầu đang cũng là tạm được. Em ép đầu đi em. Cái gì phải câu voi về nhiều làm gì vội vàng thế. Vâng, có lẽ là thực ra thì các game thủ của Việt Nam chúng ta ép đời thì nó đều là cũng trong tam đơn mà nó rất là chuẩn. Và trong rất nhiều tình huống như tình huống vừa rồi. Vâng, nó có một máu thì đáng lòng. Vâng, tình huống này là một tình huống mà đáng lẽ ra là không nên cowboy về vội. Tập trung vào cái S trước. Vâng, cái đấy thì nghiệm ra thì thực ra là do ai đánh sen nhiều thì sẽ có cái kiểu như vậy. Không phải là cứ lùa voi câu hiêu về cho nó nhoe nhoét ở nhà chính là hay. Thì thực ra là thịt hiêu voi nó sẽ bị bậy. Vâng, tỷ số ở C3 đang là 1-0 nghiêng về Game TV và đây là trận thi đấu thứ hai. Quân là tương đối cân. Bây giờ chỉ là sắp xếp và sẽ là bài và cái cách đẩy quân của các game thủ trẻ thôi. Bên phía của Game TV đang là tương đối ổn. Đây là bài của AC là ngon rồi. Bài của chim sẻ đi nắng cầm Yamato. Trận trước cầm Hitty là một bài 6 voi. Xin các bạn là bài 5 voi. Trận cầm Seng trước đó chung kết của C2 là một bài 6 voi câu lỗi, còn vâng lỗi một con, nghĩa là quên một con không câu về thì là cũng là 5 con. 3 trận thi đấu liền chim sẻ câu 15 con voi về nhà chính nhà mình. Rất nhiều khả năng là sau cái buổi thi đấu ngày hôm nay thì ủy ban bảo vệ động vật quốc tế sẽ gọi anh lên phường thôi. Tương đối khủng khiếp. Vâng, lùa bầy hươu về chiếc BS ăn vàng. Thực ra thì cái điều này nó không phải là một cái gì đó xa lạ khi các bạn xem chim sẻ cả. Các bạn mà cứ gặp những các bạn mà đánh đế chế ở nhà, gặp những hạng dưới mình tự tin thì mình cũng có thể làm được cái điều này. Chẳng qua là mất nhiều thời gian thôi. Trở lại với bài Persian của Chip Boy, một bài Per. Không biết có xe giò chứ không, đẩy xem có kẹt xăm không. No 1, vâng, No 1 cầm cho Son. Chúng ta đừng có quan tâm nhiều tới quá nhiều tới những người cầm chủ lực, những quân đẹp mà bỏ quên với No 1. Vâng, he 11% Minoan. Seng lên đời siêu sớm. BB đánh 24 dân Seng, nhưng nhiều khả năng sẽ là đánh cung R. Vâng, BB rất hay có những cái bài đấy. Siêu ít dân nhưng mà lên đời cực sớm và vẫn đánh cung R. Tự tin vô cùng.
chúng ta cùng xem bài của Persian. Chưa đủ gỗ đóng S và đủ rồi. 6 con đồng gần xếp hình cực đẹp. Vâng, một con nam đứng cạnh một con nữ. Đây là nhà màu 3 của He luôn. Minwan chui ra ngoài cánh và không lên được đời. Vâng, cái thế trận mà là quân đẹp ngang nhau đã bị thay đổi. Ở thời điểm này quân bên GTV đánh giá là nhìn hơn. Vâng, Chip Boy mà có muốn bảo ai đẩy một cái gì lên để bắn hộ những cái chỗ bo này thì cũng khó. Để mà cung tê của chim sẻ lên đến chỗ nhà của He thì có lẽ là nó toát mồ hôi hột lăn ra chết luôn. Vâng, lăn ra ngất. Không kịp bắn. Chim sẻ đi nắng. Rất khỏe. Đây cũng là một trong những sở trường của chim sẻ. Đánh cung ai Yamato trong cánh. Thực ra nói về sở trường thì chắc ông này không có sở đoạn. 24 dân dành cho Persian. Như vậy là cho son của game thủ No 1 gặp ngay Seng của BB. Và BB đánh cung đã lên đời. Người chém ra là Katarian của Vlup. Bắt buộc phải đóng phù để chống Vlup. Thế nhưng tơn cung đầu BB sẽ đẩy siêu siêu nhanh. Hồng Anh mà không kết hợp tốt với No 1 thì nhiều khả năng No 1 về mấy cái bản luôn. Vâng, quả này về mới bản rồi. Vâng, màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Vâng, đây là màn hình máy của Chip Boy. Như vậy là He đi ăn hoang ở dưới bản đồ quá nhiều. Không biết Chip Boy đã tìm thấy được cái gì hay là chưa. Chip Boy đi trong cánh và là màu 2. Màu 2 của game thủ Quýt. Quýt cầm Egypt trong trận chiếu này. Không biết He đang ở chỗ nào. Vâng, ba nông dân hoang hóa của game thủ Quýt ăn mấy quả phụ xong và đang đứng chơi, thế nhưng phát hiện là cực kỳ nhanh. Chim sẻ tham lai 45/68. Đây là màn hình máy của No 1, tạm thời đã có bánh xe và đang còn sống. Màu 4 của BB Seng là cực kỳ khỏe. BB bắt đầu đẩy quân sang nhà No 1. Bắt đầu đi qua nhà chính của No 1 rồi. Hồng Anh đang phải đấu với game thủ BB khi BB đã bắt đầu tìm ra hốc. Bởi vì đang liên tiếp đẩy những con cung đờ lên. Seng đang rất đông. Tham lai là 48/68 dành cho game thủ Hồng Anh. Chim cần khoảng 5 phút nữa trong game thì mới bá đạo được. 5 phút nữa ở trong game chim mới có thể bá đạo. Trong khi đó đây là màn hình máy của No 1. No 1 lọt được vài nhà BB một tơn tương đối đau. Nhưng hiện tại BB đang vẩy e được ở nhiều khu vực làm ăn. Tạm thời là vẩy e được. Tham lai 25 của No 1. Vâng, anh không chết đột tử là tôi thấy vui lắm rồi. Trong khi đó đây là Chip Boy. Chip Boy bây giờ mới tìm ra được một vài nông dân ăn hoang của game thủ He. Nhưng mà khi mà tìm ra được He thì đúng rồi, Quýt đã đẩy nhà của Chip Boy rồi. Lên rất sớm nhưng hiệu quả là không cao. Trong tình huống này quá đen dành cho game thủ Chip Boy khi không tìm ra được cái gì cả. Không tìm được một cái gì. Vâng, không tìm ra được cái gì để có thể ăn được dân hay là làm hại được đối phương. Chip Boy ở cánh bên kia hơi đáng tiếc khi
He he là người không lên đời. Chuyển ra ốp chim sẻ, đó chính là cách MVP đang làm. Hồng Anh sang luôn, đi thẳng con dốc lên. Đi thẳng lên dốc. Đi. Chim sẻ đang bò rộng ra khu vực làm ăn của mình. Và các bạn có thể thấy độ đá bạo. Độ bá đạo khi mà phát triển ở trong cánh. Một trận thi đấu cầm IA. Vâng, màu 3 e đang vào quấy chim sẻ. Vâng, cả Quýt đang đẩy. Quýt là người cầm Egypt trong trận thiếu này. Sẻ và Hồng Anh đang thủ cho nhau để có thể tạo điều kiện cho sẻ lên được đầy 4 trong trận thiếu này. Đẩy IA lên đầy 4 thì bên kia sẽ rất khó đỡ, khi thế nhà của Seng không phải là đẹp, thế nhà của Egypt cũng không phải là quá đẹp, quá nhiều rừng và kín mít. Trong khi đó Chip Boy một trận thi đấu lúc này anh đang ngồi xem TV, ngồi xem tham. Vâng, quá đông tới từ game thủ bên lớp. Như vậy bên kia còn 3 người khỏe, bên này chỉ còn 2, một IA một AC sẽ đối đầu với bên kia là một Egypt, một Seng và một Katarian. No 1 tham 23. Vâng, đánh ở thế mỗi mình he là người lên đẩy muộn rồi. Chúng ta trở lại với chim sẻ vì đây là yếu tố quyết định cho trận thiếu này. Hồng Anh phải làm sao cùng với chim sẻ thủ được nhà cho sẻ đệ, nếu không thì oảng. Tăng thêm A không sẻ. Bỏ luôn con dốc này đi. Bắt buộc là phải tăng A lên. Vâng, như vậy và Seng và Egypt đang bắt đầu ốp. Seng Egypt đã ốp chim sẻ, bây giờ phải lên con dốc đấy, đi thẳng vào con dốc đấy là ăn. Hồng Anh phải sang cứu nhanh. Phải E đi. Vâng, cả những con nhìn mà đều Hồng Anh, cả những con chém tới từ game thủ bên lớp, cả những con chém của cả bên lớp và E. Vâng, đây là một turn mà Hồng Anh đang đứng để đấu với các bạn. Có thể cái thế này là một thế mà bị vây bởi tứ phía. Hồng Anh đang đứng ở đây cố gắng để mà thủ. Có cung A bên phía nhà Hồng Anh đẩy lên chỗ cánh rừng. Còn đây là chim sẻ đi nắng. Chim sẻ tham gia 125/136 và anh đẩy cung A ra để bắt tương quân này. Sau khi thủ tơn này sẽ là một tơn kích 4 và đây là một tơn kích 4 rồi. Tiếp tục có những cái tơn, vâng, tiếp tục có những cái tơn là cấy thêm ruộng. Lên đầy 4 xong sẽ là hot thần luôn. Quýt đã cực kỳ trâu quân, bây giờ mà A chém đi quả dân của Quýt ăn gỗ ở ngoài thì tuyệt vời quá. Hồng Anh tham lai chỉ còn lại 64/100 và đang bị bên lớp công vào. Hồng Anh bắt đầu hết rừng rồi và nhiều khả năng sẽ đẩy đi và BB Quýt rồi. Như vậy là một tơn công không thành công do thế nhà bên phía của Liên Quân là quá xấu, không thể đánh về lâu về dài. Và cũng biết được rằng chim sẻ đã kích 4 rồi. Tôi nghĩ là cũng phải đoán được rồi, phút này là phút 29 rồi. Tỷ số là 2-0 trong trận thứ 3 cho các game thủ trẻ bên phía Game TV.